Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghĩa Trang Lập Trình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn quy tắc tiếp theo trong loạt series về quy tắc Solid, đó chính là chữ O ở trong quy tắc Solid. Thì như định nghĩa trên trang Wikipedia đó, thì chữ O là viết tắt của chữ Open Close Principle. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có thể mở rộng một cái lớp, một cái class, nhưng mà không sửa đổi bên trong cái class đó. Đó. Tức là nghĩa là sao? Theo nguyên lý này thì các bạn theo nguyên lý này đó là mỗi khi chúng ta muốn thêm một cái chức năng cho chương trình thì chúng ta nên viết một cái class mới, mở rộng cái class cũ bằng cách chúng ta có thể kế thừa hoặc chúng ta sở hữu cái lớp cũ đó, nhưng mà chúng ta không nên sửa đổi cái lớp cũ. À, rồi mình sẽ đưa vào hai cho bạn hai chúng ta cùng quan sát hai cái ví dụ và chúng ta hãy cùng nhau phân tích, sau đó chúng ta đưa ra những cái nhận định là xem xét nó bị vi phạm cái quy tắc trong Solid như thế nào đó. Và sau đó chúng ta đưa ra những cái giải pháp đó. Thì chúng ta sẽ đi vào phần phần code cho các bạn xem ha. Rồi chúng ta giả sử như chúng ta có cái lớp để tính cái chu vi hay là diện tích của cái hình, ví dụ như hình hình tròn, hình tam giác hay là hình hình vuông ha. Thì chúng ta thấy đó, chúng ta thấy là chúng ta có cái lớp gì, cái lớp square, hình vuông, rồi cái lớp hình tam giác, rồi lớp hình tròn đó, và cái lớp tính chu vi đó. Tính chu vi hoặc là diện tích gì đó đây ha. Đây là cái hàm công thức tính diện tính cho công thức ha. Rồi các bạn thử tưởng tượng ha, các bạn dễ thấy ở đây nè, chúng ta có cái íp, có rất là nhiều cái íp, íp một kiểm tra nó là hình vuông, tính cái diện tích như thế nào, rồi cái tiếp theo là nó tính cái reticle thì tính diện tích như thế nào, hoặc là tính hình tròn thì tính cái diện tích nó tính như thế nào. Thì các bạn thể thấy ha, nếu mà trong tương lai chúng ta có thêm nhiều cái lớp nữa để tính cái diện tích đó, thì chúng ta có phải là chúng ta sửa cái lớp geometry này không? Cái này mình xin lỗi ha, này tính là tính tính công thức ha, tính diện tích ha. Đó. Thì các bạn thử tưởng tượng trong tương lai nó có nhiều cái lớp nữa, nó không còn phải là ba cái lớp như này nữa, mà sẽ thêm nhiều lớp nữa, thì chúng ta có phải là chúng ta tạo ra nhiều cái gì, kiểm tra nhiều cái íp ở đây không? Chúng ta sẽ thêm nhiều cái íp ở đây nữa. Sau khi chúng ta chỉnh sửa lại, chúng ta phải combine và chúng ta deploy lại. Chúng ta deploy lại. Thì cái giải pháp ở đây là gì? Cái giải pháp ở đây là chúng ta sẽ dùng một cái interface và chuyển cái hàm tính diện tích vào trong các cái hình, chuyển tính diện tích vào trong các cái hình ở đây. Kế thừa, tức là nó triển khai cái tính cái diện tích ở trong đây, mà nó không ảnh hưởng tới. Như vậy thì sau này chúng ta có thêm một những cái lớp mới nữa thì chúng ta chỉ cần triển khai cái tính diện tích đó mà không ảnh hưởng tới những cái lớp khác, không ảnh hưởng tới cái lớp mà lớp này luôn ha. Rồi cái giải pháp của mình đưa ra sẽ là vậy đây, tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái interface, public cái interface, tức là SAP ha, interface là ISAP đi. Sau đó nó tính làm gì, nó có một cái hàm gọi là tính cái diện tích. Rồi sau đó là gì, chúng ta sẽ có bao nhiêu cái này, chúng ta sẽ có là cái lớp ba cái lớp đó là gì, square ha, square thì nó sẽ kế thừa từ gì, nó sẽ kế thừa là từ cái mình ghi trên đầu đi. Như vậy cái xử lý của chúng ta sẽ là gì, chúng ta sẽ có một cái interface ở đây, rồi chúng ta sẽ gì, triển khai cái thằng ở đây và nó kêu làm gì, tính cái diện tích, tính cái diện tích của thằng này thì là chiếm, thì là sao, thì chúng ta có đây là gì, sai nhân sai ha, return size, chúng ta nhập cho size được chưa. Tiếp theo là chúng ta sẽ cũng có triển khai từ cái thằng là ISAP, rồi chúng ta sẽ tính diện tích cho nó. Đó, tính diện tích của ISAP là gì, tức là hay nhân width, tức là return này nhân cho width. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có gì đây, chúng ta sẽ có là ISAP, chúng ta sẽ có triển khai nó, chúng ta làm gì đây,
return một cái gì để tính diện tích của hàng này sẽ là gì, diện tích của một hình tròn sẽ là bằng gì, bằng pi pi nhân cho radius pi là gì thì một xíu mình sẽ điền ha, mình sẽ điền vào ok mình điền pi đi, mình copy cái pi lên đi, ở đây pi rồi, đây sẽ là pi, pi nhân cho gì, nhân cho radius rồi nhân cho radius, ok nhân cho cái radius ha, là cái bán kính của nó. Ở đây chúng ta không cần kiểm tra cái này luôn, không cần cái hàm tính diện tích luôn, mà mỗi cái hàm nó sẽ có một cái phần tính diện tích riêng. Rồi sau này chúng ta có thêm nhiều class nữa, chúng ta muốn tính diện tích chúng ta chỉ cần gì, chúng ta chỉ cần là triển khai cái thằng isat là được. Đó. Tức là chúng ta chỉ dùng một cái face để interface mà chúng ta chuyển nó thành cái hàm tính diện tích như trong cái hình thôi. Đó. Sau này chúng ta thêm có 5, 6 hay là những cái lớp khác nữa thì chúng ta chỉ cần triển khai cái isat nữa thì không ảnh hưởng tới cái lớp cái lớp còn lại. Đó. Thì mình đã đó là giải pháp của cho cái phần là các hình hành học của mình. Rồi chúng ta sang một cái ví dụ thứ hai là chúng ta thấy là cái một cái lớp gọi là gì, lớp report một cái lớp report như mình đã nói ở trong cái block series đầu tiên về cái Luxolid đó, có cái hàm report đó, thì nó có nhiều định dạng khác nhau, nó có thể là CRS hoặc là PDF hoặc là document gì đó, nó có nhiều cái đó. Thì chúng ta hãy phân đi vào phân tích ha, chúng ta là vấn đề xảy ra khi mà bạn thú muốn thêm nhiều loại export như là Excel hoặc là Word đó, hả? Thật là CSV thì lúc này bạn phải sửa cái lớp, bạn phải sửa cái lớp đi, cái lớp cũ, cái lớp là report generation này lại, và thêm vào nhiều cái hàm if ở trong đây nữa, đây có thể thấy một if này, hai if là chúng ta thêm nhiều cái if trong đây nữa, như vậy cái việc chỉnh sửa cái lớp này là không được khuyến khích, tức là nó đã vi phạm trong cái nguyên tắc là open clause, nó không khuyến khích, tức là nó đã vi phạm, nó sửa cái trong cái lớp này rồi, nó không khuyến khích. Và ta sẽ kìm cái giải pháp khác để chúng ta mở rộng cái lớp ban đầu. Thì cái giải pháp ở đây sẽ là gì? Giải pháp ở đây là ta sẽ thêm một cái interface để trừu tượng hóa chức năng tạo report. Đó, là khi có thêm cái loại report khác nữa thì ta chỉ cần tạo một cái dash cụ thể và sử dụng cái interface này thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ là gì? Ý tưởng sẽ mình là gì? Mình sẽ tạo một cái interface khác. Một cái interface khác là iReport. Report generation ha. Interface phải có chữ IP trước. Rồi, sau đó chúng ta sẽ có gì đây? Chúng ta sẽ có là một cái hàm tạo generate report ha, tức là một cái phương thức. Chúng ta lấy cái phương thức này ha. Rồi. Rồi. Rồi sau này thì chúng ta chỉ cần gì? Chúng ta sẽ có phần là gì? Ví dụ như là CRS đi. Một CRS thì mình việc mình gì đây? Mình tạo một class CRS. Rồi gì nữa? Report generation. Rồi. Rồi sau đó chúng ta chỉ cần gì? Chúng ta chỉ cần là gì? Viết cái hàm cái CRS ở đây, CRS report ở đây. Đó. Xin lỗi, mình viết ở đây là hàm public class ha, public class. Và nó gì? Nó triển khai từ cái gì? Nó chuyển hai từ ai report ở đây, ai report đó, chúng ta chỉ cần gì tạo cái báo cáo ở đây. Rồi giả sử như chúng ta có một cái nữa là chúng ta có PDF đi, tương tự như vậy thì chúng ta có PDF ha, chúng ta sẽ viết một cái hàm khác nữa PDF đây, về PDF. Rồi, chúng ta sẽ chúng ta PDF ở đây. Và chúng ta khi sau này có nhiều cái nữa, chúng ta không cần if đây nữa. Chúng ta sẽ không có nhiều cái if ở đây mà chúng ta sẽ tại vì chúng sẽ tạo ra nhiều cái class mà triển khai từ cái interface này. Cái interface trừu tượng này. Khi chúng ta có nhiều cái report, ví dụ như mốt có CSV hoặc là Excel thì chúng ta chỉ cần việc triển khai cái i report generation này xong. Đó, thì giải pháp của mình là cho cái open close là vậy ha. Chúng ta open là open các class, và chúng ta close là chúng ta không nên cái việc là gì? Việc là
hạn chế cái việc là chúng ta sửa trong class đó, class cụ thể đó. Rồi thì mình đã đưa ra, mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cái quy tắc open close trong cái loạt bài series về Solid, cũng như là chúng ta đưa ra những cái nhận định, phân tích và đưa ra giải pháp khi mà đã vi phạm quy tắc Solid. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và subscribe để anh em có nhiều động lực ra video nữa ha. Hẹn gặp các bạn ở loạt series về quy tắc Solid.